Chào các em, chào mừng các em trở lại tiết học môn giáo dục công dân 6 ngày hôm nay. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức bài 3, siêng năng kiên trì. Ý nghĩa của siêng năng kiên trì chính là giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công. Để rèn luyện tính siêng năng kiên trì, chúng ta cần học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thử thách. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học tiếp theo, bài 4, tôn trọng sự thật. Ở bài 4 này, chúng ta sẽ học trong thời gian 3 tiết các em nhé. Tiết 1, chúng ta sẽ tìm hiểu phần khởi động, khám phá thế nào là tôn trọng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật. Tiết 2, chúng ta sẽ tìm hiểu phần ý nghĩa của tôn trọng sự thật và cách rèn luyện. Tiết 3, chúng ta sẽ tìm hiểu phần luyện tập, vận dụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động. Các em cùng đọc thông tin với cô nhé. Một học sinh trung học ở Hải Phòng sau khi vô ý làm vỡ gương ô tô đã để lại tờ giấy ghi số điện thoại kèm lời xin lỗi chân thành. Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi ạ. Liên lạc với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai. 0949... Người chủ xe không những không bắt đền mà còn đem câu chuyện đó kể cho con mình và chia sẻ với cộng đồng. Theo các em hãy nêu suy nghĩ của mình về việc làm của bạn học sinh trong phần thông tin trên. Bây giờ các em sẽ cùng theo dõi đáp án gợi ý của cô nhé. Việc làm của bạn rất đúng đắn, thể hiện bạn là người dũng cảm, dám nhận lỗi lầm của mình mắc phải, dám đối diện với sự thật là mình đã làm hỏng gương ô tô của người khác và chịu trách nhiệm về việc làm sai của mình. Điều này thể hiện bạn là người biết tôn trọng sự thật. Theo chúng ta chuyển qua phần khám phá, tìm hiểu khái niệm thế nào là tôn trọng sự thật. Để tìm hiểu khái niệm thì chúng ta sẽ cùng đọc một câu chuyện. Một nhà thơ chân chính. Ngày xưa ở Vương quốc Dagestan, có một ông vua rất bạo ngược, khắp nơi truyền đi bài hát lên án thói hống hách, bạo tàn của nhà vua. Rồi một ngày, bài hát lọt đến tai vua, vị vua ra lệnh tìm cho được tác giả bài hát để xử tội. Truy tìm không ra, vị vua ra lệnh tống giam tất cả các nhà thơ và nghệ nhân hát dòng cả nước. Sau đó, nhà vua ra lệnh phải hát cho vua nghe một bài hát do chính mình sáng tác, ca ngợi nhà vua. Tất cả đều cố gắng hoàn thành, riêng có ba nhà thơ kiên quyết không chịu hát, họ bị tống giam vào ngục. 3 tháng sau, vị vua giải ba người ra và cho thêm cơ hội. Một trong ba nhà thơ đã hát ca ngợi vị vua, thế là được thả ra. Dàn họa thiêu xuất hiện, một trong hai nhà thơ còn lại cất tiếng hát. Riêng người cuối cùng vẫn im lặng, vị vua ra lệnh trói hắn và thiêu chết. Cuối cùng, nhà thơ cũng cất vang tiếng hát. Đó là lời hát phơi bày nỗi thống khổ của người dân, phê phán thói xấu của nhà vua. Tiếng hát vang lên, cả hoàng cung rung động cùng với ngọn lửa bừng bừng bốc cháy như giận dữ. Nhà vua bất ngờ thét lên: dập tắt lửa,
ta không thể mất nhà thơ chân chính độc nhất của đất nước này, theo truyện cổ dân gian Nga. Các em sẽ cùng trả lời hai câu hỏi. Khi bị nhà vua bắt, các nhà thơ và nghệ nhân hát dăm đã hành động như thế nào? Vì sao? Việc chấp nhận cái chết của nhà thơ cuối cùng cho thấy ông là người như thế nào? Các em cũng sẽ hoàn thiện câu trả lời của mình ra giấy nháp nhé. Khi bị nhà vua bắt thì các nhà thơ và nghệ nhân hát rong đã hành động như thế nào? Vì sao? Tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, riêng ba nhà thơ vẫn kiên quyết không hát. Đến cuối cùng, khi bị đe dọa đến tính mạng, đã có hai nhà thơ phải cất tiếng hát ca ngợi nhà vua vì tất cả họ đều sợ cái chết. Nhưng trong số đó, vẫn có một nhà thơ kiên quyết đến phút cuối không hát. Đến khi cận kề cái chết, ông đã cất tiếng hát tố cáo về tội ác của nhà vua. Sở dĩ ông hát như vậy vì ông muốn tôn trọng sự thật. Nhà vua không lo cho bá tánh muôn dân. Ông muốn vạch trần cho nhà vua thức tỉnh. Ông là một nhà thơ chân chính. Việc chấp nhận cái chết của nhà thơ cuối cùng cho thấy ông là người như thế nào? Chúng ta thấy rằng việc chấp nhận cái chết của nhà thơ cuối cùng thể hiện ông là một nhà thơ chân chính, một người luôn luôn coi trọng sự thật, phải không các em? Vậy thì qua tìm hiểu câu chuyện thì các em hãy trả lời giúp cô, thế nào là tôn trọng sự thật? Cô tin là các em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không nào? Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật. Sau đây, chúng ta cùng tham gia trò chơi tiếp sức, tìm các biểu hiện của tôn trọng sự thật. Những biểu hiện này chúng ta sẽ liệt kê ra giấy nháp. Sau đó, trong tiết học trên lớp học kết nối, các em sẽ ghi cái câu trả lời của mình vào phần khung trò chuyện giúp cô nhé. Sau đây là gợi ý của cô. Những hành vi và biểu hiện tôn trọng sự thật: dám nhận lỗi khi làm sai, dũng cảm nói lên sự thật, không che giấu, bao che cho các hành vi sai trái, chấp nhận mọi hậu quả khi sự thật được sáng tỏ, đấu tranh để bảo vệ sự thật, có ý thức bảo vệ, giữ gìn sự thật và lên án, bài trừ những việc làm sai trái. Như vậy, các em đã thấy được biểu hiện của tôn trọng sự thật rồi đúng không nào? Biểu hiện là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn và trả lời câu hỏi nhận thức nhé. Bán hàng lừa đảo. Hai tháng rồi mà mới chỉ bán được có mấy bộ. Lẹt đẹt thế này thì bao giờ mới thu hồi lại vốn đây? Alo. Linh ơi, ship cho chị một quần jean size 27 và một áo sơ mi kẻ cỡ S, vẫn địa chỉ cũ nha. Vâng, chịu em ship nhé. Mà lâu lắm mới thấy chị mua hàng. Ừ, ai bảo em bán toàn hàng đẹp, mặt mãi chả rách. Chị đùa chút cho vui thôi. Dù thế nào, chị vẫn trung thành và ủng hộ em dài dài. Vâng, em cảm ơn chị. Chị có bạn bè nào giới thiệu giúp em với nha? Nhất định rồi. Thế nhé. Lại sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi. Xuân đến đó hả? Bà chủ đang làm gì thế? Dạo này cậu buôn bán thế nào? Ổn chứ? Chẳng ăn thua cậu ạ. Chỉ có vài khách quen thì thoảng còn mua lại, còn khách mới thì ít.
thành thử chỉ đủ sống qua ngày thôi. Còn cậu? Tớ vẫn đều đều thế thôi. Tớ mới thuê thêm hai em sinh viên làm bạc thăm. Giờ chỉ đi chọn mẫu hàng rồi chụp ảnh lên các diễn đàn với fanpage thôi. Cậu giỏi thế. Có bí quyết nào không? Bày cho tớ với. Cậu cứ nhập hàng rẻ, chất xấu mà bán. Chụp ảnh thì chụp hàng đẹp, hoặc là lấy ảnh trên mạng. Còn khi ship thì là loại khác, cùng mẫu mã, lời gấp 3-4 lần đó. Hả? Không được đâu. Với lại nhỡ khách họ phát hiện ra rồi đòi trả hàng thì sao? Ôi trời, cậu cứ lo xa. Mình bán hàng online, lợi ở chỗ khách không xem được hàng nên chẳng biết thật giả thế nào. Nếu họ nói lại thì bảo tiền nào của nấy. Với lại quần áo cũng na ná nhau, không để ý hết được đâu. Cậu nói cũng đúng, nhưng lần sau họ không mua nữa thì sao? Không có khách này thì có khách khác lo gì. Chứ như cậu bán toàn chất đẹp, giá thì cao, không phải ai cũng mua được thì khó lắm. Lãi chẳng được là bao. Mới ngày nào hai đứa cùng bắt đầu bán hàng, mà giờ cậu ấy đã mua được xe, thuê hẳn một cái chung cư để ở. Còn mình thì... Linh sao thế? Đi ăn thôi, hôm nay tớ mời. À, ừ... Hay là mình thử lấy vài cái về bán xem sao. Được thì được, không được thì thôi, cũng chẳng mất gì. Quần áo giá rẻ đây, 20.000 một chiếc đây. Mua đi, mua đi. Mua quần áo đi em, vừa rẻ vừa đẹp đây. Tất cả đều 20.000 đồng hả chị? Ừ, nếu em lấy nhiều thì chị lại giảm giá thêm cho. Lấy đồ này về giặt sạch, rồi là phẳng thì chẳng ai biết. Toàn mẫu mới ra đấy em ạ. À, vâng, chị cho em mỗi mẫu 3 chiếc, đủ màu sắc và size nhé. Ừ. Có khách đặt hàng rồi. Không ngờ lại bán nhanh đến vậy. Lâu nay mình cứ làm ăn thật thà, dại quá. Alo. Bạn ơi, áo 60.000 còn không? Mình muốn lấy mấy cái. Còn bạn nhé. Ừ, mà chất thế đẹp không vậy? Chất cũng được bạn ạ. Mình bán số lượng thôi, chứ lãi ít lắm. Mà phải nhập số lượng lớn về thôi, nợ nhiều đơn hàng quá rồi. Em có phải là Linh bán quần áo không? Vâng, em đây ạ. À, em xem đi, áo của em chẳng khác gì cái vẻ lao cả. Em làm chị thất vọng quá. Em xin lỗi chị, chắc là do lúc đóng hàng em đóng nhầm. Để em đổi lại sản phẩm khác cho chị ạ. À, nếu là nhầm thì không sao. Bán hàng mà không có tâm thì chẳng tồn tại được lâu đâu. Vâng ạ, à, mong chị thông cảm. Xuân à, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây. Việc tớ bán hàng nhái kém chất lượng ấy, bị khách phát hiện đã đăng lên tất cả các diễn đàn rồi. Họ nói nếu như tớ không bồi thường sẽ kiện. Cậu có tiền không cho tớ vay ít? Không tớ, tớ chết mất. Cậu cứ bình tĩnh nhé. Để tớ xem có bao nhiêu rồi tớ mang qua cho. Ừ, cảm ơn cậu. Để tớ gọi hỏi mọi người nữa. May mà mình mới bán ít thôi, chứ không thì... Thôi, từ nay chừa, không dám bán kiểu này nữa. Nếu những việc làm thiếu tôn trọng sự thật của các nhân vật trong đoạn phim trên, và bài học rút ra qua câu chuyện này là gì? Những việc làm thiếu tôn trọng sự thật đó là nhập những hàng rẻ, chất lượng xấu, chụp hình thật là đẹp, lấy hình trên mạng, bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của mặt hàng, học theo bạn, buôn bán gian lận. Bài học rút ra đó là phải biết tôn trọng sự thật thì mới tạo được uy tín trong kinh doanh,
việc kinh doanh mới bền vững và phát triển. Nghĩ cách để trả lời sẽ quyết định đấy nhé. Các bạn thân mến, cho học tập và sinh hoạt có rất nhiều tình huống thử thách tính trung thực của các bạn học sinh đối với thầy cô giáo và bạn bè. Mời các bạn cùng xem tình huống sau đây. Hôm nay chúng mình cùng làm bài luyện tập nha. Bạn đọc tình huống 1 đi. Tình huống 1, hôm nay trời mưa to, em lưỡng lự có nên đi học võ hay không? Em chọn cách ứng xử nào, vì sao? Theo mình thì mình chọn nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Mình cũng vậy, mình cũng đồng ý. Tụi mình đã làm xong tình huống 1 rồi, còn tình huống 2 nữa. Nhưng mà mình sẽ chờ bạn Nam tới để làm bài tập chung luôn. Ừ. Bạn hãy đọc tình huống 2 đi. Tình huống 2, đêm khuya về bên ngoài trời rất lạnh, em còn bài tập chưa làm xong. Em phân vân không biết nên đi ngủ hay là tiếp tục làm cho xong các bài tập. À, hình như bạn Nam tới rồi kìa, hay để mình ra mở cửa. Chào thầy. Chờ Nam nãy giờ, hay bây giờ mình vô học luôn đi. Nam tới rồi, bây giờ tụi mình bắt đầu làm tình huống 2 luôn nha. Bây giờ mình đọc tình huống 2 nha. Tình huống 2, đêm khuya về bên ngoài trời rất lạnh. Ê, khoan. Nhưng mà sao thấy hôm nay Nam mặc bùn hiu vậy? Thì hôm nay có tới kiểm tra toán mình làm không được. Còn mấy bạn thì sao? Mình thì làm sai mất câu cuối rồi. Còn mình thì làm sai 2 câu. Bây giờ nghĩ lại mà tiếc quá. Không biết cô giáo cho tụi mình mấy điểm đi ha. Lo lắng ghê. À, mình có cách này. Cách gì? Cách gì nói đi. Mình có cách này. Mình thấy cô giáo để xếp bài kiểm tra trong tủ, và tủ của cô lại bị hư khóa. Với lại ngày mai cô đi tập huấn sách giáo khoa mới. Hay là tụi mình tranh thủ lấy bài kiểm tra ra sửa đi. Cái gì? Sửa bài hả? Thôi, mình không làm đâu, mình sợ lắm. Mình chưa bao giờ làm như vậy. Mình cũng vậy á, từ xưa tới giờ mình cũng chưa bao giờ làm như vậy hết. Ơi, các bạn đừng lo, ngày mai có tiết sinh hoạt câu lạc bộ. Tụi mình đến sớm chút một tiếng để các bạn kia không biết. Rồi tụi mình lấy sắc bài kiểm tra ra sửa. Sửa xong cất vô, thế là xong. Thôi mình không làm đâu, nếu cô thấy những lỗi chúng ta sửa, cô sẽ la, làm như vậy là vi phạm về kỷ luật tính trung thực. Thôi mình không làm đâu. Đúng rồi đó, mình cũng không làm vậy đâu. Bởi vì nếu như cô phát hiện ra mình làm như vậy thì mình sẽ bị kỷ luật vì không trung thực. Ui, các bạn lo gì? Các bạn không nói, mình không nói. Vậy là sao cô biết? Mình nghĩ chúng ta nên chấp nhận số điểm của đợt kiểm tra này đi. Rồi lần sau tụi mình sẽ làm tốt hơn. Chứ các bạn đừng có nên đi sửa bài kiểm tra như vậy. Mình cũng đồng ý với bạn. Ui, các bạn đúng là nhát như hỏa đế. Các bạn ơi, các bạn có đồng tình với việc bạn Nam định làm hay không? Vì sao? Nếu các bạn gặp tình huống như vừa theo dõi, các bạn sẽ làm gì? Các em hãy cùng suy nghĩ hai câu hỏi. Các em có đồng tình với việc làm việc bạn Nam định làm không? Vì sao? Nếu các em gặp tình huống như mình vừa theo dõi, các em sẽ làm gì để khuyên Nam? Phần này các em cũng chuẩn bị ra giấy nhé, và mình sẽ trao đổi khi chúng ta học ở lớp học kết nối nhé. Các em sẽ hình dung lại tiết học ngày hôm nay qua sơ đồ sau. Như vậy, trong tiết học này chúng ta đã tìm hiểu được hai phần: khái niệm, biểu hiện của tôn trọng sự thật. Tiết học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần ý nghĩa và rèn luyện các em nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức nãy giờ chúng ta đã học bằng việc trả lời những câu hỏi. Những nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện tôn trọng sự thật? Các em có 30 giây để suy nghĩ nhé. Đáp án của chúng ta chính là đáp án B, nói một phần sự thật. Người ta hay nói nửa sự thật thì không còn là sự thật, đúng không các em? Câu 2, hành vi việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật? Các em cũng có thời gian 30 giây để suy nghĩ. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Trung chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác Tùng. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong tập giúp cô nhé. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài học.